Theo các chuyên gia khí tượng, thì một trận nắng nóng gây gắt sẽ bao trùm khu vực Nam California cho đến giữa tuần này, tăng thêm nguy cơ cháy rừng và có thể phá vỡ một số kỷ lục về nhiệt độ nóng. Sở khí tượng quốc gia hôm thứ Hai đưa ra báo động đỏ có hiệu lực cho tới ngày thứ Tư, nói rằng nhiệt độ cao và gió Santana sẽ đem đến các điều kiện thời tiết dễ dàng gây cháy chưa từng thấy từ mấy năm nay ở vùng Tây Nam California tình trạng nắng nóng nhất và khô nhất sẽ thấy vào ngày thứ hai và thứ ba với nhiệt độ có thể lên tới 100 độ F, với độ ẩm xuống dưới 10 độ. Sở khí tượng quốc gia nói rằng nếu xảy ra cháy rừng thì sẽ có nguy cơ lửa nhanh chóng lan rộng đe dọa tính mạng và tài sản. Các điều kiện thời tiết nóng gây gắt và khô ráo này diễn ra trong lúc lính cứu hỏa vừa ngăn chặn xong các đám cháy rừng ở vùng Bắc California, vốn làm khoảng 40 người thiệt mạng, và thu hút các nguồn nhân lực và vật lực về nơi này. Theo Sở Khí tượng Quốc gia, thì đây là một trận nắng nóng cuối mùa rất bất thường và không nên coi thường. Các giới chức học khu khuyến cáo các học sinh nên mặc quần áo nhẹ và mang theo các bình nước để giúp tránh nóng.